còn kính đảnh lễ sư ạ. Kính đảnh lễ sư ạ. Dạ. Chào các vị. Kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, kính đảnh lễ sư. Dạ. Chúng ta dạ bắt đầu lớp học. Bài học ngày hôm nay chúng ta học tiếp cái phần tiếp cái phần cõi. Bài học trước là chúng ta đã học về 11 cõi trời, 11 cõi dục giới. Và tiếp theo đó là 16 cái cõi trời sắc giới. 16 cõi sắc giới. Dạ. Dạ, con đã thưa sư, con xin sư cho con quyền hô hốt ạ. Dạ, dạ. Cũng xin báo với các vị Phật tử là Chư Tăng hiện nay cũng đang cố gắng để có nhiều cái lớp vi diệu pháp học ở trên Zoom này đó. Tại do vì trước đây không có những cái chưa có những cái ứng dụng dễ dàng để học vi diệu pháp online. Còn ngày hôm nay cái chương trình Zoom này tương đối là tốt. Cho nên sau này nếu các vị học viên nào mà trong cái lớp này tôi dạy chưa có rõ ràng thì nó cũng có nhiều lớp để chúng ta tiếp tục tham dự, và các sư cũng đang bàn cái chương trình để làm sao mình có thể đưa vi pháp đến tất cả các vị Phật tử. Và bài học tiếp theo chúng ta học về 16 cõi sắc giới. Thì trở lại các vị nhớ rằng là trong các cái tâm làm việc tái tục á, hay là làm việc tục sinh á, tức là những cái tâm mà dẫn chúng sinh tái sinh đến một cái cõi nào đó, thì có tất cả là 19 tâm, trong đó có 2 tâm quan sát thọ xả và 8 đại quả dục giới tình hảo và 9 quả đáo đại. Thì khi mà chúng ta học đến cái phần người á, người phân theo vi diệu pháp á, là thứ nhất á, là kể về cái sanh chủng tái sinh bằng cái tâm nào, và thứ hai nó là cái khả năng tu tập, tức là một chúng sinh mà nếu mà tái tục bằng một cái tâm nhân thì với cái nền tảng đó thì người đó có thể tu tập, và nếu chúng sinh đó có đầy đủ ba la mật trong đời quá khứ thì có thể thành tựu đạo quả sơ đạo nhị tam tứ đạo, hay là sơ nhị tam tứ quả. Thì trong 12 hạng người đó thì có những người tục sinh bằng tâm ly trí, và có những người tục sinh bằng cái tâm hợp trí. Trong những hạng người mà tục sinh bằng cái tâm ly trí đó, thì có 2 hạng người tục sinh bằng cái tâm vô nhân, đó là người khổ tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, và người lạc vô nhân tục sinh bằng tâm quan sát quả thiện. Và đối với trường hợp của các hạng người cao hơn thì gồm có người nhị nhân và người tam nhân. Thì người nhị nhân tức là người tục sinh bằng các cái tâm quả tịnh hảo dục giới và ly trí. Còn đối với hạng người tam nhân thì lại là có nhiều, tức là đối với cái người tục sinh bằng cái tâm nhân thì có tất cả đó là 13 trường hợp. Đó là một người sẽ được tục sinh bằng một trong 4 tâm đại quả hợp trí.
là một trong chín cái tâm quả đáo đại. Yeah. Thì khi mà nói về cái cõi được chia thành ba, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, thì cái cõi dục hay cõi sắc á có nhiều cái cách định nghĩa, nhưng mà ở trong cái lớp học quy diệu pháp này đó, thì tôi định nghĩa cho các vị đó là gọi là chúng sinh ở trong cái cõi dục á, tức là chúng sinh đó được tục sinh bằng một trong các cái tâm quả dục giới. Còn đối với chúng sinh mà sắc giới đó, tức là chúng sinh đó được tục sinh bằng một trong các cái tâm sắc giới. Như vậy thì bài học ngày hôm nay chúng ta học về cái cõi sắc giới đó, thì chúng ta hiểu rằng là tất cả những chúng sinh ở trong cái cõi này thì được tục sinh bằng các cái tâm quả sắc giới. Như vậy thì các cái tâm quả sắc giới đó thì chỉ có năm tâm thôi, tức là tâm quả sơ thiền, tâm quả sơ thiền sắc giới, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Và nói đến các cái tầng thiền đó, thì chúng ta có hai cái cách phân loại phổ biến. Thứ nhất là phân theo cõi, tức là chúng ta chia làm bốn, tức là đây là cũng là cái cách phân loại phổ biến ở trong kinh, tức là chỉ có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Ở trong vi diệu pháp đó, thì được phân thành năm, tức là có cái tầng thiền thứ năm. Thì sở dĩ mà có hai cái cách phân chia cái tầng thiền này đó là do vì cái tầng thiền thứ hai và thứ ba là đối với những người mà họ có cái trí tuệ, có cái trí tuệ nhạy bén, có một cái định tâm vững vàng, thì với những cái chúng sinh này thì có thể là từ cái sơ thiền vì đó diệt tầm và tứ, vì đó chứng luôn cái tầng thiền thứ ba, chứ không cần phải là phải theo thứ tự là sơ thiền rồi đến nhị thiền rồi mới tam thiền. Và khi mà vị đó tái sinh á, thì nó cái tầng thiền nhị thiền và tam thiền, thì hai cái tầng thiền này có trong cùng một cái không có trong cùng một cõi, cho nên là theo cách phân loại theo cõi đó thì tầng thiền, các cái tầng thiền được phân thành bốn, tức là chỉ có tới cái tầng thiền thứ tư thôi. Thì cái cách phân chia theo cái cõi trời sắc giới đó là phân chia theo thành bốn, tức là sơ thiền, rồi nhị thiền và tam thiền á, được kể chung, tứ thiền và ngũ thiền. Như vậy kết quả đó là 16 tầng trời sắc giới này nó được phân theo thiền, theo bốn cái tầng thiền, tức là sơ nhị tam tứ, hay ví dụ pháp á, là sơ nhị tam tứ ngũ. Thì trong đó là cái tầng thiền thứ hai và thứ ba thì được kể chung. Thì trong 16 cõi trời sắc giới này đó, thì tôi cũng xếp theo một cách phân loại đó là từ thấp lên cao. Cũng có những cái tài liệu, những vị giảng sư đó thì hướng dẫn đó, thì các cái cõi đó, thì từ cao đến thấp. Nhưng mà tôi đó thì tôi theo cái cách phân loại từ thấp lên cao. Đối với trường hợp các cõi trời sắc giới này đó, thì chúng ta cũng theo cái cách phân loại như là cõi dục, tức là từ thấp lên cao. Đầu tiên đó là chúng ta phân theo các cái cõi của người chứng sơ thiền. Người chứng sơ thiền thì cái cõi từ cái cõi từ cái cõi sơ thiền sắc giới cho đến cái cõi vô sắc giới cao nhất là phi tưởng xứ, thì những hạng chúng sinh ở cõi này nó còn được gọi với một cái tên gọi là Brahma. Brahma tức là mà chúng ta dịch là Phạm Thiên. Brahma dịch là Phạm Thiên. Cái cách gọi này để phân biệt với chữ Deva mà chúng ta vẫn gọi là chư thiên á.
Sở dĩ mà có cách phân biệt như thế này đó là đối với chư thiên ở cái cõi, từ cái cõi trời sắc giới trở lên á, thì các vị này á khác với chúng sinh ở cái cõi dục giới đó rất là nhiều khía cạnh. Trước hết đó là cái chữ Brahma đó có nhiều nghĩa, nhưng mà trong đó cái nghĩa chính ở đây không có nghĩa là thanh tịnh. Và chúng sinh từ cái cõi sơ thiền đến cái cõi, đến cái cõi tứ thiền theo tạng kinh hay là ngũ thiền ví dụ pháp á, và chúng sinh ở cõi trời vô sắc giới đó được gọi là những hạng chúng sinh thanh tịnh á, hơn đối với cõi dục á, là thanh tịnh như thế nào là do vì á, để được sanh trên cái cõi trời các cái tầng thiền này á, là một chúng sinh đó bắt buộc phải chứng được thiền định. Đối với cái cõi trời sắc giới đó là một chúng sinh mà để được sanh vào các cái tầng trời này đó thì vị đó phải chứng được một trong năm cái tầng thiền này: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Thì chỉ những cái chúng sinh này á, mới có thể được sanh về cái cõi trời sắc giới. Và cái cõi trời sắc giới đó khác với cái cõi trời dục giới ở chỗ là ở cái cõi trời dục giới đó là dù cho cái cõi cao nhất là cái cõi tha hóa tự tại, thì đối với những chúng sinh này á, là nhờ những cái công đức nào đó mà có những cái công đức đó có thể giúp cho chúng sinh nó sanh về cái cõi trời đó. Như chẳng hạn giống như là một người do nhờ cái hữu duyên mà gặp được Đức Phật hay là chư vị thánh nhân, và chúng ta có một cái công đức nào đó đối với những cái đối tượng tối thượng này, và do vì gặp cái đối tượng tối thượng cho nên có cái quả tối thượng, và do đó đó là đôi khi về cái phương diện phiền não á, là chúng sinh đó nó không có cần tu tập nhiều. Nghĩa là một người mà có thể chỉ trong một lần họ cúng dường đến một vị thánh tăng thì chừng đó cũng đủ để họ sanh thiên. Và do đó, đó là họ chỉ được cái phước, cái công đức mà do họ cúng dường có. Chứ về cái phương diện phiền não thì họ hoàn toàn, đôi khi có những người họ không có tu tập. Nhưng mà đối với cõi trời sắc giới đó thì không có như vậy. Cái cõi trời sắc giới đó là chúng ta có làm cái công đức bao nhiêu đó, thì không có đủ để sanh về cái cõi trời sắc giới, trừ khi cái tâm của người đó có tu tập. Và một người có cái tâm có tu tập đó, thì nó khác với một chúng sinh không có tu tập. Do đó mà đối với cái cõi trời dục giới đó, nếu một người có công đức lớn đó, thì có thể sanh về các cái cõi trời cao. Nhưng mà về phương diện phiền não đó, thì những chúng sinh đó, những vị chư thiên đó vẫn là những người nhiều phiền não. Lấy ví dụ giống như là một vị thiên tử mà chúng ta vẫn gọi là ác ma đó, tức là vị đó là một thiên vương của cái cõi trời tha hóa tự tại, thì do việc nhiều vị này đã tạo nhiều cái công đức lớn cho nên vị này được sanh làm vị thiên chủ ở cái cõi trời cao nhất của cái cõi trời dục giới. Nhưng mà về phương diện phiền não đó, thì vị này nó còn rất là nhiều cái phiền não vô thiện. Chẳng hạn giống như là vị này thường sanh ganh ghét đối với những người tu thiền vân vân. Nhưng mà đối với các vị phạm thiên ở cái cõi trời sắc giới đó, là do vì để được sanh vào cái cõi này đó thì bắt buộc là vị đó phải tu tập. Và cụ thể vị đó phải tu tập đến một mức độ mà có thể chứng được cái thiền định. Và như chúng ta đã biết đó, là đối với một người chứng thiền định đó, là trước hết đó, là về năm cái loại phiền não thô thiện, tức là năm cái triền cái, là tham dục cái, sân độc cái, hoài nghi chân cái, vân vân, là trong cái khoảng thời gian đó nó tạm thời nó lắng động. Và đối với một người chứng thiền á, thì trong cái khoảng thời gian mà họ còn cái thiền định của họ vẫn còn được gìn giữ, không có bị hoại đó, thì khi đó họ không có những cái lòng tham thái hóa và thái quá, và cái tâm của họ thì không có sân hận. Cho nên đối với chúng sinh
mà sanh về cái cõi trời sắc giới này đó, thì về phương diện phiền não đó, thì trong khoảng thời gian này chúng sinh này đó thì không có những cái loại phiền não thô thiển, tức là các vị phạm thiên, các vị không có những cái lòng tham đối với cả cái cảnh dục như là sắc đẹp, tiếng hay, vị ngon, xúc lạc. Và cái phiền não của vị này trong cái thời gian mà sanh về cái cõi sắc giới thì vị này hoàn toàn không có tâm sân, cũng như là không có cái lòng dục ái. Cho nên chính vì cái điều đó đó, những chúng sinh ở cái cõi này gọi là Brahma, tức là những người thanh tịnh. Rồi một phương diện khác á, là do vì một vị phạm thiên được tái sinh bằng một trong năm cái tâm quả thiền sắc giới, chẳng hạn giống như là một người chứng sơ thiền thì sau khi mà mệnh chung đó thì vị đó sanh về cái cõi sơ thiền bằng cái tâm quả sơ thiền. Tương tự đối với một người chứng nhị thiền thì sau khi mà họ mệnh chung đó, thì họ sanh về phạm thiên bằng cái tâm quả nhị thiền. Do vì từ cái nhân là cái tâm thiện sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hoặc là tứ thiền, ngũ thiền, và những cái tâm thiện này vốn là những cái tâm ly dục, tức là không còn dính mắc đến các cái dục trần sắc thinh hương vị xúc. Cho nên á, cái quả của một người ly dục á, nó cho cái quả của một người ly dục á, nó cho ra cái đời sống á, nó khác hẳn với một người còn nhiều cái lòng tham dục. Và về phương diện vật chất, về phương diện sắc pháp á, hay chúng ta nói là cái hình hài, cái thân tướng của vị trời phạm thiên á, khác hẳn so với chúng sinh ở cái cõi dục. Tức là đối với vị trời phạm thiên á, thì các cái giác quan của các vị này đó, nó không có giống như là chúng sinh ở cái cõi dục. Tức là chúng sinh ở trong cõi dục á, do vì mình có cái tham khi mình thấy cảnh sắc, có cái tham ái khi mình nghe cái tiếng hay, rồi cái vị ngon, cái xúc lạc vân vân. Cho nên là do vì còn cái lòng tham đó cộng với những cái thiện hay là cái ác mình làm, do vậy mà nó có những cái sanh chủng tạo ra những cái thân sinh lý mà có những cái giác quan đó. Còn đối với các vị phạm thiên, do vì trong suốt cái khoảng thời gian mà các vị chứng thiền ở một cái cõi nào đó như là cái cõi người, các vị đó vốn đã ly dục, các vị đó không có lòng tham đối với những cái cảnh đó, cho nên các cái giác quan của một vị phạm thiên á, thì các ngài chỉ còn có cái thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ thôi. Tức là các vị này chỉ có mắt thấy, tai nghe, nhưng mà không có cái thần tinh kinh, ba cái giác quan còn lại của ngũ dục, như là cái thần kinh tỷ, tức là cái mũi ngửi mùi, là thần kinh thiệt, tức là cái lưỡi nếm vị, là thần kinh thân, tức là cái cảm xúc của thân xúc chạm, vị này không có. Đối với các vị trời phạm thiên từ sắc giới cho đến cái cõi, ở đây chúng ta đang nói học về cái cõi sắc giới, và đối với cõi vô sắc giới thì chúng ta không có đề cập đến, các vị này cũng không có sắc rồi. Đối với cái cõi trời sắc giới, mặc dù vẫn là cái cõi trời sắc, nhưng mà về ba cái giác quan trong ngũ quan, tức là cái thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thân á, thì vị này không có. Và cái đời sống của vị trời phạm thiên á, thì những vị này á, sống bằng cái vật thực, mà cái vật thực này chính là cái hạnh phúc của thiền định. Chứ các vị phạm thiên á, không có phải để dùng những cái thức ăn giống như ở cái cõi dục. Do vậy đó, về cái thân tứ đại của vị trời phạm thiên á, so với chúng sinh ở các cái cõi dục á, thì
nó thanh khiết hơn nhiều, là bởi vì chư vị phạm thiên các vị này nó không có ăn uống giống như là các vị những chúng sinh ở cái cõi dục, cho nên thân thể của vị này nó không có bài tiết giống những bài tiết bất tịnh giống như là chúng sinh ở cái cõi dục, mà cái thọ mạng của vị này đó là do nghiệp, do cái sắc nghiệp nuôi dưỡng. Cái sắc nghiệp đây chính là cái sắc tâm thiện tạo ra cái quả, cái sắc tâm thiện sắc giới tạo ra cái quả. Do vậy cái về cái phương diện thân thứ đại của vị phạm thiên đó, là vị này đó, là không có phải dùng những cái thức ăn giống như là cái cõi dục, mà chỉ sống bằng cái thức ăn do cái niềm vui, do cái hạnh phúc của thiền định đem lại. Và chính điều đó đó là về phương diện thân tướng của vị phạm thiên đó, thì là tuyệt đối và tuyệt đối sạch sẽ, thanh tịnh. Và đây là lý do thứ hai được gọi là phạm thiên. Như vậy là cái chữ Brahma, chữ phạm thiên đó, thì chúng ta hiểu rằng đó là một cái đời sống của một chúng sinh thanh tịnh. Thanh tịnh về phương diện tâm hồn, cũng như là thanh tịnh về phương diện thể xác. Bởi vì không có một chúng sinh ở cái cõi dục nào mà có một cái thân tướng và thanh tịnh giống như vị phạm thiên hết. Bởi vì chúng sinh ở cõi dục, chúng ta còn phải hưởng thụ những cái thức ăn, rồi chúng ta phải bài tiết vân vân, thì đối với vị phạm thiên thì không có. Đó là cái ý nghĩa của chữ phạm thiên. Thì ở trên cái cõi phạm thiên đó, thì được phân cao thấp so theo cái bậc thiền mà vị đó chứng đạt. Nếu mà vị nào mà chứng được sơ thiền đó, thì vị đó sẽ sanh về cái cõi sơ thiền. Tuy nhiên, do vì cái cõi sơ thiền là một trong cái là cái cõi thấp nhất trong các cái cõi trời sắc giới, và chính vì điều này cho nên cái cõi trời phạm thiên á, tuy rằng là đó là cái kết quả của thiền định, nhưng vẫn còn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những các cái công đức khác. Do vậy ở cái cõi trời phạm thiên á, các cái cõi sơ thiền phạm thiên á, thì được phân theo là được phân thành ba cõi, tức là phạm chúng thiên. Tôi ghi một lần. Phạm chúng thiên, phạm phủ thiên, và đại phạm thiên. Ba cõi cõi này á, tôi đánh số luôn để chúng ta nhớ là 16 cõi cõi trời. 1, 2, 3. Tuy rằng là chia thành ra ba cõi, nhưng mà về không gian sống đó, thì ba cõi này là một. Nhưng mà do vì ngoài cái phước báo, do ảnh hưởng do cái năng lực thiền định, thì còn cái ảnh hưởng của phước báo của các cái công đức của cõi dục. Do vì cái cõi sơ thiền là cái cõi thấp nhất trong các cái cõi trời sắc giới, cho nên nó là một vị mà chứng thiền định rồi đó, nó còn bị ảnh hưởng nhiều cái công đức khác, mà vị đó sanh, có thể sanh làm phạm chúng thiên, phạm phụ thiên hoặc là đại phạm thiên. Trước hết đó, là cái cõi thứ ba là cái cõi đại phạm thiên, tức là những vị phạm thiên mà có cái vai trò lãnh đạo ở trong cái cõi sơ thiền này. Còn cái cõi thứ hai là cái cõi phạm phụ thiên á, là giống như là những vị phạm thiên có cái vai trò phụ tá hòa giúp cho vị đại phạm thiên. Rồi cái cõi thứ nhất là cái cõi phạm chúng thiên á, tức là những vị phạm thiên với một cái vai trò đồ chúng cho phạm thiên. Và việc này nó ảnh hưởng vì hai lý do. Lý do thứ nhất là do cái khả năng thiền định. Tuy rằng các vị này đều là những người chứng sơ thiền, nhưng mà cái khả năng sơ thiền của mỗi người nó cũng có khác nhau, chứ nó không có hoàn toàn giống nhau. Và cái ảnh hưởng thứ hai đó là do cái phước báo, có những vị là ngoài cái việc tu thiền ra đó, thì họ có những cái công đức khác, chẳng hạn giống như họ là những người mà tôn trọng những bậc giới hạnh, hay là tôn trọng những cái bậc trưởng thượng vân vân,
do những cái công đức đó mà họ sanh ở nơi nào họ cũng là những người sanh ở, nếu là ở cõi người thì họ sanh làm những người giai cấp cao, còn nếu ở trên cái cõi phạm thiên đó thì họ cũng sanh làm ở những vị phạm thiên ở ở cái mức độ cao hơn. Thì nói vì hai cái lý do đó mà ở trong cái cõi phạm thiên đó có phân ra ba bậc, tức là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Trong đó cái cõi đại, nghe cái đại phạm thiên đó, đó là lãnh vực của những vị phạm thiên có phước đức lớn nhất ở trong cái cõi sơ thiền, và thường đóng là giữ cái vai trò lãnh đạo. Còn đối với phạm thiên ở cái cõi phạm phụ thì thấp hơn một chút đó, tức là cái vai trò phò tá, và phạm chúng thiên là độ chúng. Thì ở đây chúng tôi lặp lại đó là cái cách phân chia này đó là một phần nó còn ảnh hưởng vì đó là cái cõi thấp nhất ở trong cái cõi dục, cho nên nó còn ít nhiều còn bị phân chia theo cái cách của cái cõi dục giới. Rồi cái tầng thứ hai gọi là cái tầng sơ thiền, cái tầng nhị thiền. Sơ thiền giờ chúng ta có cái nhị thiền. Cái nhị thiền này á thì cũng được chia làm ba. Nhưng mà cả ở đây chúng ta tạm ví dụ rằng là nó giống như là đối với học sinh cấp thấp, với như là học sinh tiểu học như là các cái lớp nhỏ, lớp 1, lớp 2, lớp 3 vân vân, thì cái điểm xếp hạng đó thì ngoài cái điểm là năng lực học tập ra thì còn có những cái điểm xếp hạng của thầy cô, như là học sinh đó là giữ tập vở sạch sẽ, viết chữ đẹp, hay là lễ phép, rồi đi học đúng giờ, vân vân. Thì đó là một trong những cái điểm phụ cộng thêm để xếp loại. Và đối với chúng sinh ở cái cõi dục giới đó, cũng giống như là những cái chúng sinh ở tiểu học đó, thì cái sự xếp loại đó nó được kể thêm các cái chi tiết đó. Còn càng lên cao á thì những cái chi tiết đó là không có đáng kể. Thì chúng ta ví dụ giống như là khi mà mình học lớp 2, lớp 3 vân vân, thầy cô đôi khi chấm bài đó còn chấm thêm cái điểm sạch sẽ, đó là bài chữ viết ngay ngắn, chữ đẹp, không vỡ sạch, không lem mực vân vân. Nhưng mà đối với những cái giáo sư đại học á thì người ta đánh giá các vị đó nó không phải bằng những cái tiêu chí đó, mà đánh giá trên cái giá trị công trình nghiên cứu khoa học của các vị này. Thì khi này đó thì những cái tiêu chí giống như là chữ đẹp, sạch sẽ vân vân đó là không có đề cập. Thì tương tự như vậy đó, là đối với cái cõi thấp sơ thiền đó thì còn phân biệt đến cái phước cao thấp khác nhau do vì cái yếu tố phụ của các cái công đức ngoài cái công đức thiền định. Chẳng hạn giống như là vị đó là vì kính trọng mẹ cha, bậc trưởng thượng, hay là những bậc giới đức vân vân, thì có cái cao thấp phạm chúng, phạm phụ và đại phạm thiên. Nhưng mà lên tới cõi cao rồi, từ cái tầng nhị thiền đó, thì cái sự phân chia này đó là do cái khả năng thiền định, tức là cái vị này từ cái khả năng thiền định cao thấp mà có cái sự phân chia. Và trong cái việc phân chia khả năng thiền định của vị này đó, nó khác biệt nhau, đó là về cái bên ngoài, đó là do cái hào quang của vị đó. Nếu mà đối với một vị nào mà chứng thiền định mà với một cái định lực mạnh mẽ, với một cái trí tuệ nhạy bén đó, thì cái tâm quả nhị thiền và tam thiền, ở đây chúng ta nhớ là khi mà phân theo cõi đó thì tầng thiền nó được kể theo bốn, tức là nhị, tam và tính chung trong cái cõi nhị thiền. Ở đây tôi ghi thêm
nhị tam dạ yeah. Hai vị chứng nhị thiền và tam thiền đó thì sanh về cái cõi đó, thì cái cõi này đó được kể chung là cái cõi nhị thiền. Thì ở trong cái cõi nhị thiền này đó thì để phân biệt được các cái cõi cao thấp đó thì tính theo cái khả năng thiền định của vị đó, và cái khả năng của thiền định của vị đó nó được biểu lộ qua cái hào quang. Thì ở đây đó là nó có, khi mà một vị phẩm thiên sanh về, khi một vị các vị phẩm thiên ở trong cái cõi này đó thì nó có ba cái mức độ hào quang khác nhau. Tức là cái mức độ đầu tiên gọi là thiểu quang thiên, tôi viết tiếp tục là số 4, đúng là số 4, để viết theo cái số thứ tự của 16 cõi trời này. Nhị thiền là thiểu quang thiên, thiểu tức là ít, quang tức là ánh sáng, hào quang đó, nó là vị chư thiên, đó là hào quang kém. Rồi cái cõi thứ hai gọi là vô lượng quang thiên, năm là vô lượng, vô lượng quang thiên. Và cái cõi thứ ba tức là cái cõi quang âm thiên, ở cái cõi thứ sáu trong 16 cõi là quang âm thiên. Thì ba cái cõi này đó là cái thiểu quang, tức là cái hào quang là cái hào quang giới hạn, hào quang ít hơn so với hai cái cõi trên. Còn vô lượng quang thiên đó, tức là cái hào quang là không có giới hạn. Còn quang âm thiên đó, tức là chẳng những là không giới hạn mà còn xinh đẹp hơn. Là do vậy đó là có cái phân chia theo phân thành ba. Thì ở đây là chúng ta học rồi chúng ta biết thêm thôi, chứ còn nó cũng không có quan trọng nè, không có quan trọng trong cái phần học ví dụ pháp. Vị nào mà muốn tìm hiểu thêm đó, thì chúng ta có thể đọc sách, và đặc biệt đó là có một quyển sách gọi là Chúng Sanh và Sanh Thú, cái bản dịch của Sư Giác Nguyên á. Thì ở trong cái bản dịch này đó và kể rất là chi tiết các cái cõi. Thì nếu mà các vị Phật tử nào mà chúng ta tìm hiểu về 31 cõi đó, thì chúng ta cũng nên tìm đọc cái bản dịch này. Và cái quyển này đó là của một vị luận sư, là ngày sách Thamma Chotika, và vị này cũng chính là thầy của ngài Hòa Thượng Tịnh Sự khi mà ngài học ở tại Thái Lan. Vị này vốn là một vị người Miến Điện, nhưng mà ngài Hoằng Pháp và ngài là một người sáng lập ra cái viện Phật học nghiên cứu ở Tỳ Đàm tại Thái Lan. Thì cái vị nào mà các vị nào muốn biết về cái chúng sinh về sanh thú này, các cõi đó, thì chúng ta nên đọc thêm cái quyển Chúng Sinh và Sinh Thú, cái bản dịch của Sư Giác Nguyên, thì ở đây nói rõ hơn. Ở trong cái bài học này đó, thì chúng ta chỉ học là sơ lược như vậy. Rồi cái tầng kế tiếp là cái tầng tam thiền. Thì tam thiền ở đây thì chúng ta biết là tam thiền thì nó là cái tầng của người chứng tứ thiền đó, tại do vì hay cái tầng thiền tam nhị và tam thì sanh trong cùng một cõi, cho nên là cái tầng mà chúng ta gọi là tầng thứ ba, cái tầng thiền thứ ba đó thì là của người chứng tứ thiền. Thì các cái cõi này đó thì nó cũng chỉ có phân nói về cái bên trong của vị này á, tức là cái khả năng định lực cao hơn, cao thấp là do cái khả năng thiền, cái kết quả của cái tâm thiền của vị đó mạnh hay yếu. Còn mà về hình dáng bên ngoài đó thì cũng chỉ có thể phân biệt trên phương diện hào quang và tuổi thọ. Xin lỗi, cái cõi nhị thiền cũng vậy thôi.
các vị này chỉ khác nhau về cái hào quang và tuổi thọ. Thì ở đây đó thì nó cũng có cái cũng có ba, tức là thứ bảy là cõi thiểu tịnh thiên, thứ tám là vô lượng tịnh thiên, và thế cõi thứ chín tức là biến tịnh thiên. Và cái cõi mà chúng ta phải để ý kỹ đó, tức là cái cõi tứ thiền, hay là cái cõi tứ thiền, nhưng mà cái cõi tứ thiền tức là cái cõi của một người chứng ngũ thiền đó nè. Tôi lặp lại đó, là cái cõi của người chứng nhị và tam thiền đó, được kể cùng trong một cái cõi nhị thiền, trong cùng cái không gian đó. Thì cho nên cái tam thiền thì bằng tứ, mà tứ thiền thì bằng ngũ. Cái cõi tứ thiền này nè, cái cõi tứ thiền này là có cái đặc biệt hơn các cái cõi khác. Thứ nhất là cái cõi tứ thiền này là chỉ có một thôi. Thứ mười là cõi quảng quả. Tức là không có phân biệt cao thấp về các cái phước khác như là ở cái cõi sơ thiền, mà cũng không có phân biệt về các cái định lực cao thấp giống như là các cõi nhị thiền và tam thiền. Nhưng mà cái cõi quảng quả này á, nó có khác về ba trường hợp. Trường hợp đầu tiên á, là một người đã chứng ngũ thiền rồi, vị này sau khi mà mạnh chung, thì nếu là một vị A-la-hán á, thì các ngài sẽ niết bàn. Và nếu mà một vị phàm á, thì nó có hai trường hợp. Là một á, là vị này vẫn giữ nguyên cái tâm thiền đó, mà sau khi mạnh chung vị này sanh về cái cõi quảng quả. Rồi trường hợp thứ hai á, là vị này do vì xét thấy rằng là tất cả những cái tiền lụy ở trong cái vòng sinh tử luân hồi này á, thì cái quan trọng nhất á, là do vì chúng ta có tâm mà chúng ta khổ. Ví dụ như là mặc dù mình nói rằng là cái thân ngũ uẩn này, cái thân tứ đại này nó có bệnh hoạn ốm đau đói khát vân vân, nhưng mà cái chính là do cái tâm nhận thức mà mới có khổ. Lấy ví dụ giống như là trong khi mà chúng ta vào cái phòng mổ, mặc dù là bác sĩ họ mổ xẻ mình vân vân, nhưng mà nếu khi đó mà mình hôn mê, mình không biết gì hết, thì khi đó mình cũng không có khổ. Do vì có một số vị chứng thiền mới thấy rằng là cái thiền lụy của cái gọi là cái tâm thức này, các vị đó chẳng những đã nhàm chán với các cái ngũ dục rồi, mà ngay cả cái tâm thức này các vị này cũng nhàm chán. Do vậy nếu mà những vị nào mà nhàm chán cái sự có mặt của các cái phiền lụy do phiền não, phần lớn là do phiền não đem lại, thì vị này chú nguyện được sanh về một cái cõi mà cái cõi nó không có tâm, cho nên có cái cõi thứ hai gọi là cái cõi vô tưởng. Dạ, cái cõi thứ hai là cái cõi vô tưởng.
Rồi nếu mà đó là chúng ta nói về đó, đó là cái trường hợp của người phàm phu, và đối với các trường hợp của các vị thánh thì như thế nào? Các vị thánh đó, thì nếu mà đó là trường hợp của một vị thánh hữu học, thánh hữu học, thì chúng ta nhớ là chúng ta có bốn hạng thánh, và bốn hạng thánh nó được chia làm hai là hữu học và vô học. Hạng thánh hữu học á, tức là những vị này vẫn còn những việc phải làm để đạt đến cái tầng thánh mức cao hơn, gọi là hữu học. Và vị thánh vô học á, tức là vị này không còn phải làm gì để đạt cao hơn nữa, bởi vì vị này đã đứng trên cái đỉnh cao. Vị này gọi là cái thánh vô học. Thì trong bốn cái tầng thánh á, thì có ba tầng thánh vô học, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả thì gọi là thánh hữu học, và đối với vị tứ quả gọi là thánh vô học. Thì đối với một vị mà đã chứng thánh quả rồi thì các ngài tuyệt nhiên không bao giờ các ngài chọn cái con đường vô tưởng này, bởi vì cái con đường này đó là nó tạm thời, nó yên nghỉ chứ nó bế tắc, chứ nó không phải là cái hướng giải quyết tốt nhất. Là bởi vì sau hết cái phước, cái năng lực của cái phước của một vị chứng ngũ thiền rồi thì cái cõi trời vô tưởng này vẫn phải tái sanh một cái cõi khác. Cho nên đối với một vị mà chứng thánh quả đó, thì luôn luôn là các ngài không bao giờ các ngài nghĩ sanh về cái cõi vô tưởng, bởi vì cái cõi này nó dừng lại chứ không có phát triển. Do đó là ở đây nó có hai cái trường hợp, có ba cái trường hợp. Là một người chứng ngũ thiền, nếu vị đó làm vị A La Hán thì các ngài sẽ niết bàn ở cái cõi nào đó, chứ các ngài không có sanh về cái cõi quản quả. Ví dụ giống như là một vị A La Hán ở cái cõi nhân loại thì sao, dù các ngài có chứng bất cứ cái loại thiền nào đi nữa thì các ngài cũng niết bàn, các ngài không có tái sanh đâu nữa. Cái trường hợp thứ hai là đối với hai cái tầng thánh hữu học thấp, tức là sơ quả và nhị quả, thì các ngài cũng sẽ không có nguyện để sanh vào cái cõi vô tưởng. Do vậy đương nhiên là chỉ còn mỗi cõi duy nhất các ngài sanh vào đó, và đó là chính là cái cõi quản quả. Còn đối với vùng vị thánh tam quả đó, thì nếu mà các ngài chứng ngũ thiền thì các ngài sẽ sanh vào một trong năm cõi gọi là ngũ tịnh cư. Là tôi biết như thế nào cho các vị dễ nhớ này. Tức là ở trong cái ngũ thiền này á, ở đây là cái cõi cao nhất của cái cõi sắc giới rồi, thì cái ngũ tịnh cư á, thì ở đây chúng tôi chọn là một gạch vô tưởng. Dạ, yeah, vô tưởng. Thì đây chúng tôi tạm dùng cái dấu thập này để phân biệt cái gạch ngang của cái tứ thiền nha, cái ngũ tịnh cư. Ngũ tịnh cư. Thì ngũ tịnh cư này nó là năm cõi, từ cái số 12, 13, 14, 15, 16. Là năm cái cõi này á, là của dành cho một vị thánh tam quả mà chứng ngũ thiền. Thì với một vị thánh tam quả mà chứng ngũ thiền á, tùy theo cái ngũ quyền của vị đó mạnh, cái ngũ quyền của phần này chúng ta chưa học, tức là năm cái sức mạnh của tinh thần gồm có tính tấn niệm định tuệ, thì vị nào mà tính mạnh á, thì vị đó sanh là vào cái cõi vô phiền thiên. Rồi 13 là vô nhiệt. Mười bốn là thiện kiến. Mười lăm là thiện hiện. Mười sáu là sắc cứu cánh.
năm cái cõi này á là chỉ có vị thánh, chỉ có thánh tam quả. Vị thánh tam quả mới được sanh vào trong năm cõi này. Và sở dĩ mà năm cái cõi thầy có khác nhau á, là do vì cái khả năng nếu mà tính nhiều á thì sanh về cái cõi vô phiền, tấn, niệm, định, tuệ. Nếu mà vị nào mà chứng tam quả cộng với cái ngũ thiền đồng thời đó và tính nhiều đó thì vị đó sanh về vô phiền. Rồi nếu mà tấn nhiều đó thì sanh vào cái cõi vô nhiệt. Rồi tương tự niệm định tuệ sanh vào thiện hiện, thiện kiến và sắc cứu cánh. Thì về cái ý nghĩa của các cái cõi này đó thì chúng ta chỉ nắm cái chính yếu là do vì trong cái ngũ quyền vị nào nặng về cái nào đó thì vị đó sẽ sanh về cái cõi trời tương ứng. Còn về ý nghĩa đó thì chỉ giảng về một vài một cái khía cạnh nào đó thôi, chẳng hạn giống như là vô phiền thiên thì do vì một cái cõi mà một chúng sinh mà sanh về các cái cõi này đó thì mọi cái sự lo âu phiền muộn thì không còn vân vân. Nhưng mà đối với tôi đó thì đó là những cái cách mà để định danh các cái tầng thiền này do vì cái khả năng của cái năm quyền này thôi, chứ còn mà mỗi cái tên gọi đó thì chỉ nói một phần trong năm cái cõi này đó thì chỉ có cái sắc cứu cánh là cái tên gọi có một cái ý nghĩa rõ rệt hơn hết. Là vì bởi vì đối với một vị thánh á, khi các ngài sanh một vị thánh A La Hàm á, khi mà các ngài sanh đến cái cõi này á, đây là cái cõi cuối cùng. Tức là nếu một vị mà sanh về cái cõi trời vô phiền thiên này sau khi mà các ngài viên tịch, các ngài cũng chưa đắc được A La Hán quả thì các ngài sẽ sanh lại về vô nhiệt. Và nếu mà cõi cõi đời vô nhị các ngài cũng chưa niết bàn thì tương tự các ngài đi lên thiện kiến, thiện hiện và cuối cùng là sắc cứu cánh. Và sắc cứu cánh là cái cõi cuối cùng của vị A La Hàm, bắt buộc là vị này phải niết bàn ở trong cái cõi này, chứ còn vị này không còn sanh vào các cái cõi khác. Chữ cứu cánh, chữ cứu hay là chữ, xin lỗi, chữ cánh chứ không phải cánh nha. Chữ cứu cánh, cứu hay cứu cánh tức nghĩa là cuối cùng. Giống như là chúng ta hay nói là cái mục đích hay là cái cứu cánh của người tu, tức là cái điểm cuối cùng. Thì cái sở dĩ gọi là cái sắc cứu cánh đây là cái điểm cuối cùng của một vị thánh A La Hàm. Trong cái cõi này là vị này khi đã sanh vào cái cõi này thì chắc chắn là vị này sẽ niết bàn ở cái cõi này, chứ vị này không có sanh về các cái cõi khác. Và đối với các cái cõi còn lại đó là nếu mà một vị phạm thiên mà từ vô phiền thiên các ngày viên tịch thì các ngày sanh về vô nhiệt, và các cái tầng thiền này đó thì các ngày không có sanh trở lại, mà hễ mà một vị phạm thiên mà khi mình niết bàn, khi mà viên tịch, khi mà mạnh chung ở cái cõi nào đó, thì các vị đó không có sanh cõi trở lại và các vị đó sẽ sanh cái cõi cao hơn. Thì do vậy mà các cái năm cái tịnh cư này đó được gọi là thiền tầng chẳng lui, tức là chỉ có lên thôi chứ nó không có dừng lại, và tuyệt nhiên là không có trở lui, dừng lại cũng không có. Tức là không có trường hợp của một vị phạm thiên mà vô phiền thiên sau khi mà các ngài mệnh chung các ngài sanh trở lại thì vô phiền thiên không có, mà từ vô phiền thiên các ngài mà có mệnh chung thì các ngài sẽ sanh về vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc cứu cánh. Ở đây tôi cố tình tôi không xài chữ viên tịch, là bởi vì ở trong cái diệu pháp đó, chữ viên tịch nó chỉ được dùng cho một vị A La Hán thôi, còn đối với thánh hữu học cũng không có dùng cái chữ viên tịch.
Bởi vì sự viên tịch nó là cái sự vắng lặng hoàn toàn, không còn tái sinh. Còn đối với các vị thánh A-la-hàm á, thì các ngài vẫn còn tái sinh, cho nên là chúng ta không phải dùng chữ viên tịch. Còn trong cái cách gọi thông thường, những hạn giống như chúng ta nghe nói rằng là một vị thượng tọa, vị hòa thượng nào đó viên tịch, đó là cái cách chúng ta dùng trong ngày hôm nay, là chúng ta dùng dùng giống như là có cả tôn trọng vậy thôi, chứ nó không phải là chữ đúng. Chữ đúng là chỉ có vị A-la-hán gọi là viên tịch. Thì trở lại đó là chúng ta thấy là do vì chỉ có một người chứng thiền định mới có thể sanh về cái cõi trời Phạm Thiên, cho nên là từ cái cõi sơ thiền cho đến sắc cứu cánh là tuyệt nhiên là chỉ có, xin lỗi các vị, từ cái cõi trời, từ cái cõi sơ thiền cho đến cái cõi quảng quả đó là tuyệt nhiên là chỉ có những người chứng thiền. Và do đó là ở đây đó là chỉ có những cái hạng tam nhân trở lên, chứ không có người nhị nhân được, tại vì người nhị nhân không có chứng thiền định, chỉ có hạng tam nhân thôi. Chỉ những hạng tam nhân và thánh nhân thì mới có thể sanh vào các cái cõi này. Còn riêng đối với các cõi ngũ tịnh cư á, là chỉ có ba hạng người. Ngũ tịnh cư này nè, năm cõi này nè, là chỉ có ba hạng người, tức là tam quả, tứ đạo và tứ quả. Trên ba cõi này chỉ có ba hạng người này thôi, là tam quả, tứ đạo và tứ quả. Và sư Giác Nguyên, đó là sư Tội Khanh á, thì sư có diễn dịch cái cõi ngũ tịnh cư này là cái cõi tịnh độ, là bởi vì thường thường Phật tử Việt Nam chúng ta hay nói đến cái cõi tịnh độ, nhưng mà nói là cái cõi tịnh độ mà đúng theo cái kinh Nguyên Thủy đó phải chính là cái cõi tịnh cư này, là bởi vì cái cõi này nó là chỉ có các bậc thánh nhân thôi, chứ không có người phàm. Và Đức Phật á, ngài cũng đã xác nhận rằng là suốt trong cái vòng sinh tử luân hồi của ngài và cho đến cái ngày ngày niết bàn, thì trong suốt vòng sinh tử luân hồi, Đức Phật chưa bao giờ mà ngài được sanh vào cái năm cái cõi này, bởi vì năm cái cõi này chỉ là các vị thánh nhân từ tam quả thôi. Và như chúng ta biết thì trong cái kiếp chót của Đức Phật ngày mới thành đạo, cho nên trong cái luân hồi nữa, thì Đức Phật ngài nói rằng là trong suốt cái dòng luân hồi, từ cái cõi cao nhất là cái cõi phi tưởng xứ, cho đến cái cõi thấp nhất là những cái cõi như là tỳ địa ngục hay là cái cõi không gian, thì trong cái cõi nào Đức Phật ngài cũng có, Như Lai cũng có thể sanh, cũng có sanh rồi, trong đó chỉ trừ năm cái cõi này thôi. Rồi ở đây nó có một cái vấn đề, có những cái vấn đề liên quan. Thứ nhất là ở trong các cái cõi thiền sắc giới đó, thì các cái tầng thiền đó được tục sinh bằng cái tâm quả tương ứng. Sơ thiền thì được tục sinh bằng cái tâm quả sơ thiền. Cái tâm quả nhị thiền đó là các vị Phạm Thiên này được tục sinh bằng một trong hai tâm, là cái tâm quả nhị thiền hoặc là tam thiền. Còn đối với các vị Phạm Thiên ở cái cõi trời tam thiền đó, thì các vị đó được tục sinh bằng cái tâm quả tứ thiền. Còn các vị Phạm Thiên ở cái cõi quảng quả đó, thì vị này tục sinh bằng cái tâm quả ngũ thiền. Còn các vị Phạm Thiên vô tưởng đó, thì các ngài đó là không có tục sinh bằng cái tâm hết. Rồi đối với các vị năm vị Phạm Thiên ở cõi ngũ tịnh cư, năm cõi ngũ tịnh cư đó, thì tục sinh bằng cái tâm bản ngũ thiền. Và các vị nhớ rằng là cái vị thánh tâm quả chúng ta còn một cái tên gọi nữa, đó là cái quả bất lai, tức là một người mà đã chứng cái tầng thánh thứ ba rồi. Nếu một chúng sinh là cõi nhân loại mà chứng được cái tầng thiền thứ ba, thì sau khi mà vị đó mệnh chung thì vị đó sanh về các cái cõi trời sắc giới trở lên, chứ các vị tuyệt nhiên là không có trở lại cái cõi dục, cho nên gọi là bất lai. Nhưng mà khi mà chúng ta học về người cõi này đó, thì chúng ta còn có một hạng bất lai thứ hai, đó là hai tầng thánh thấp là sơ quả và nhị quả. Thì
hai cái tầng thánh hữu học thấp á, thì khi mà chúng ta học về cái tâm sơ đạo đạo đó, thì tôi có nhắc cái đối với cái đức tánh của một vị thánh thánh nhân á, là các ngài nó là luôn luôn á, là không có lui sụp trong thiện pháp. Ví dụ giống như là một vị thánh cư sĩ đó, thì một vị thánh cư sĩ mà nếu vị đó, một người cư sĩ mà nếu vị đó chứng sơ đạo sơ quả, thì vị đó có những cái đặc tính đương nhiên phải có của một vị thánh quả. Chẳng hạn giống như là các ngài là không bao giờ vi phạm ngũ giới, hay là các ngài không bao giờ phạm vào ngũ nghịch đại tội, hay là các ngài không bao giờ nó là xu hướng để ngoại đạo, vân vân. Nhưng mà các ngài còn một cái pháp tánh đặc biệt đó, đó là đối với các vị thánh nhân đó, là các ngài không có lui sụp trong thiện pháp mà mình đang có. Và cái chi tiết này rất là quan trọng. Ví dụ như là nếu mà một vị thánh tu đào hoàng là người cư sĩ đó, thì các ngài tuyệt nhiên là các ngài không có vi phạm ngũ giới. Nhưng mà nếu mà các ngài xuất gia đó, thì các ngài không bao giờ phạm những cái giới say giới và tỳ kheo giới. Đó là cái đặc tính của một vị thánh, một vị thánh nhân. Và những cái thiện pháp nào mà các ngài đang có đó, thì các ngài không để nó mất. Ví dụ giống như là không có trường hợp của vị tu đầu quần là các ngài xuất gia rồi một thời gian nào đó, đó là các ngài hoàn tục không có. Đối với vị thánh rồi đó, là nếu mà các ngài đã xuất gia rồi đó, là các ngài vĩnh viễn là giữ gìn những cái giới, những cái học giới mà mình thọ trì, các ngài không có bỏ mất. Nói cách khác đó là đối với các ngài đó là chỉ có tiến chứ không có lùi. Và chính cái điều này đó, nếu trường hợp đối với một vị thánh hữu học mà các ngài chứng được các cái thần thiền sắc giới, các cái tầng thiền sắc giới từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì nếu mà vị thánh hữu học nào mà ngài chứng sơ thiền rồi đó, thì tối thiểu thì ngài cũng không để mất cái sơ thiền đó. Do đó mà hai cái tầng thánh thấp là sơ quả, nhị quả, là khi mà các ngài đã sanh vào cái cõi sắc giới rồi đó, thì các ngài cũng không có trở lui lại cái cõi dục giới. Mặc dù về phương diện đạo quả, về phương diện phiền não, thì các ngài vẫn còn những cái phiền não để trở lại cõi cõi dục, là bởi vì hai vị thánh nó vẫn còn dục ái. Nhưng mà về cái pháp tánh của vị này, thì vị này luôn có khuynh hướng là giữ gìn những cái thiện pháp nào mà mình đang có. Nếu không phát triển thì nó cũng không có mất. Chính điều này đó là chúng ta có một cái hạng bất lai thứ hai. Các vị học viên nào mà chúng ta tiện tay thì chúng ta muốn ghi chú thêm thì ghi. Đó là cái hạng bất lai thứ hai, là trường hợp của một vị thánh, hai cái tầng thánh thấp đó, các ngài mà chứng được thiền định rồi đó, mà các ngài sanh lên các cái cõi trời sắc giới, thì đây cũng là trường hợp của một vị thánh bất lai, tức là các ngài cũng hoàn toàn không có trở lại cái cõi dục. Đơn giản là bởi vì nếu các ngài chứng được sơ thiền thì các ngài giữ gìn cái sơ thiền đó, nó không có mất. Chứng được nhị thiền, tam thiền cũng vậy. Do vậy mà đối với các cái tầng các học về cõi này đó, thì chúng ta học thêm về một cái nghĩa, một cái hạng thánh bất lai, tức là trường hợp của hai cái vị tầng thánh thấp mà nếu mà các vị đó chứng thiền định và các vị sanh về các cái cõi trời phạm thiên đó, thì các vị đó cũng không có trở lui. Rồi chúng ta sang cái phần thứ ba, gọi là cái phần vô sắc. Cái phần vô sắc này đó thì cũng không có nhiều cái chi tiết nào đề cập. Quý vị nào mà muốn đọc thêm thì chúng ta đọc sách. Thì tầng vô sắc này đó thì gồm có bốn cái tầng thiền tương ứng, bốn cái cõi tương ứng với bốn cái tầng thiền, tức là không vô biên xứ, không vô biên, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và thứ tư là phi tưởng xứ.
Chứ ở cái cõi này thì chúng ta có lưu ý thứ nhất là cái cõi này là cái cõi vô sắc, tức là cái cõi này không có hình sắc, cho nên các vị phạm thiên này không có mắt tai mũi lưỡi thân giống như là ở cái cõi dục hay là cái cõi sắc giới. Và chính vì phạm thiên vô sắc á, không có mắt tai mũi lưỡi thân, cho nên ở trong cái cõi này là các vị phạm thiên á, là chỉ có thể tu tập bằng cái khả năng mình có, chứ không có thể học hỏi từ người khác. Ví dụ giống như là vị nào mà chứng được không vô biên xứ rồi thì vị đó bằng cái thói quen ở trong cái đời trước, vị này tiếp tục tu tập không vô biên xứ ở trên cái cõi trời đó, chứ không có được ai hướng dẫn một cái phương pháp nào khác cao hơn, là do vì vị này không có các cái ngũ quen. Chính vì điều này đó mà cái cõi vô sắc đó là một trong những cái cõi mà các vị Bồ Tát đó là luôn luôn các ngài không có muốn sanh về cái cõi này, là bởi vì tuy rằng là cái thiền tầng này cao hơn cái cõi trời sắc giới, nhưng mà bên cạnh đó có rất là nhiều cái hạn chế. Và một trong những cái hạn chế quan trọng nhất đó, là đối với các vị phạm thiên vô cõi trời vô sắc này, các vị này cũng không có thể nào mà nghe pháp được từ Đức Phật, là do vì vị này không có tai không để nghe, không có mắt để thấy, vân vân. Cho nên về cái cõi này đó thì trong cái tám hạng thánh nhân á, từ sơ đạo cho đến tứ quả, thì trong bốn cái cõi vô sắc này đó là chỉ có bảy hạng thánh nhân thôi. Dạ, chỉ có bảy hạng thánh. Nó đơn giản như thế này, là do vì đối với một vị thánh sơ đạo á, là vị này phải được nghe pháp từ Đức Phật hay là từ các vị thinh văn, hoặc là một người nào đó được học hỏi từ hai vị này mà vị này mới có thể tu tập. Cho nên do vì cái cõi trời vô sắc không có ngũ quan giống như là cõi dục, hay là không có giác quan là cái thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ giống như là cái cõi sắc giới, cho nên vị này hoàn toàn không có khả năng học hỏi từ cái người khác. Cho nên là ở trên cái cõi này nó không có thể có cái tầng thánh sơ đạo thinh văn. Và cái trường hợp thứ hai đó là hai vị toàn giác và độc giác. Hai vị này là hai người có khả năng tự giác ngộ, không cần học từ người khác. Tuy nhiên thì Đức Phật toàn giác và độc giác chỉ có thể ra đời ở cái cõi nhân loại, chứ không có một cái cõi nào hết. Cho nên đối với cái cõi trời vô sắc này, khi mà chúng ta học về người cõi thì các vị lưu ý là đối với bảy hạng thánh á, thì trong cái cõi này đó là chỉ trong tám hạng thánh á, thì trong cái cõi này đó là chỉ có bảy hạng thôi, không có được tâm sơ đạo. Tức là đối với một vị đã chứng được sơ quả rồi thì các vị bằng cái nền tảng sơ quả đó thì các vị tiếp tục tu tập đến tứ quả thì được. Nhưng mà nếu mà từ phàm thì các vị đó không có thể nào mà tu tập để trở thành thánh, và bởi vì ở trên cõi này không có thể mà các vị đó học giáo lý tứ đế từ được một ai khác nhất là Đức Phật và các vị thánh nhân. Cho nên cái cõi này đó thì chỉ có bảy cái tầng thánh thôi. Thì đúng ra cái bài học ngày hôm nay nó là chúng ta học vào cái ngày trước, nhưng mà do hôm trước tôi có bận công việc cho nên tôi không có trình bày hết. Ngày hôm nay chúng ta học xong cái phần người cõi, thì phần này các vị học viên chúng ta cố gắng ôn bài trong các cái phần này kỹ, tại vì để thứ hai tuần sau thì chúng ta bắt đầu học một trong những cái phần tương đối là quan trọng, đó là cái phần lộ trình tâm. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, và cũng xin thông báo các vị Phật tử học viên nào mà chúng ta chưa có theo dõi bài kịp á, thì sắp tới đây sẽ có những cái lớp ví dụ pháp cũng tại ở trên Zoom này, do các vị giảng sư lớn đó là ngày Thượng Tọa Giác Giới và Thượng Tọa Giác Đẳng hướng dẫn, thì những vị này cũng vốn là những vị thầy của tôi, và do đó là các vị học viên chúng ta là cũng cố gắng là nếu vị nào mà có cái thời gian được thì chúng ta sẽ sắp xếp cái thời gian để tham dự. Thì tôi mong rằng là làm sao mà
các vị học viên ở đây đó là cố gắng học được cái vi diệu pháp này, bởi vì đây là một trong những cái điều kiện rất là cần thiết để chúng ta có thể đọc được các cái bộ chú giải hay là những cái bộ luận lớn. Và trong cái khoảng thời gian học đó thì nó có nhiều cái lý do. Thứ nhất đó là vì hướng dẫn trình bày chưa có đầy đủ, hoặc là đôi khi các vị bận công việc hay lý do nào đó mà chúng ta không có chuyên chú đó, thì rất là cần thiết để chúng ta học đi học lại khoảng 2-3 lần. Bản thân của chúng tôi khi mà học về vi diệu pháp này đó, thì những cái phần căn bản thì cũng được học rất là nhiều lần. Và cho đến ngày hôm nay, những khi nào mà không phải làm cái công việc hướng dẫn các vị Phật tử, thì chúng ta cũng thường xuyên đi tham khảo các cái tài liệu về vi diệu pháp. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Buổi thứ hai thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần lộ trình tâm. Rồi chúng tôi xin kết thúc bài học. Dạ sa thú. Dạ sa thú. Dạ con kính chưa sư ạ. Con kính chưa sư. Dạ con kính chưa sư. Kính chào tất cả các vị. Dạ. Con kính chưa sư buổi học hôm nay. Dạ mọi người. Kính chưa sư. Kính chưa sư. Thank you.